Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Phiên phúc thẩm vụ án chuyến bay giải cứu đang thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận. Sau 2 ngày xét xử, phiên tòa kết thúc phần tranh luận, các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án. Trong lời sau cùng, các bị cáo đều nói lời xin lỗi lãnh đạo, đồng nghiệp, cơ quan, xin lỗi nhân dân, những người chịu ảnh hưởng khi trở về trong dịch COVID-19. Cùng với lời xin lỗi, nhiều bị cáo bật khóc, xin hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình, trở thành người có ích. Bị cáo Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ngậm ngùi nói, qua 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo hiểu rõ hơn, đầy đủ hơn bức tranh vụ án. Ông Dũng nói bản thân vô cùng hối hận và gửi lời xin lỗi tới đảng và nhà nước, nhân dân. Theo lời ông Dũng, mặc dù không cố ý nhưng ông đã làm ảnh hưởng đến uy tín của Bộ Ngoại giao, nơi ông công tác, trưởng thành. Bị cáo xin hội đồng xét xử, viện kiểm sát, xem xét toàn diện cho bị cáo được hưởng chính sách khoan hồng, chủ trương nhân đạo của đảng. Cả đời bị cáo tận tụy cống hiến, bị cáo xin lỗi gia đình, bạn bè. Trong khi nói lời sau cùng, ông Tô Anh Dũng đã không kiềm chế được cảm xúc và liên tục đưa tay gạt nước mắt. Trước đó, trong phần xét hỏi, bị cáo Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời trình bày nhiều tình tiết giảm nhẹ để mong được hưởng khoan hồng. Theo ông Dũng, bản án sơ thẩm vụ chuyến bay giải cứu chỉ nêu tóm tắt việc các doanh nghiệp đến gặp bị cáo, đưa tiền và bị cáo nhận. Nếu chỉ nhìn như vậy thì chưa phản ánh khách quan, đầy đủ thực tế cũng như tính chất vi phạm. Suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến tổ chức các chuyến bay giải cứu, bị cáo không làm gì sai phạm chính sách của đảng nhà nước. Khi tiếp xúc với doanh nghiệp, mục đích của bị cáo là lắng nghe và tháo gỡ khó khăn nếu có, chứ không hề có ý đồ cá nhân hay vòi vĩnh gì. Ông Dũng nghẹn ngào, nói, bản thân đã nhận thức rõ sai phạm của bản thân. Đây là lỗi lầm hết sức đau đớn, bị cáo rơi vào vòng lao lý, bị cáo rất ăn năn hối lỗi, mong được chuộc lỗi để sớm trở về. Thứ trưởng nói trong nước mắt. Với ý thức chuộc lỗi, cựu thứ trưởng đã tích cực hợp tác với các cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án, đã tác động gia đình khắc phục 100% số tiền hưởng lợi bất chính, cũng như nộp đủ số tiền 100 triệu đồng của hình phạt bổ sung. Cựu thứ trưởng khai, từng có 30 năm công tác, với nhiều đóng góp, bản thân có nhiều phần thưởng, bố là lão thành cách mạng, đã có tuổi, sức khỏe giảm sút, mắc bệnh thoát vị đĩa đệm. Từ những điều trên, bị cáo tha thiết mong hội đồng xét xử đánh giá toàn diện vụ án, cho hưởng mức án khoan hồng để có thể sớm trở về với gia đình và xã hội. Bà Trần Phi Nga, vợ ông Tô Anh Dũng, cũng được tòa xét hỏi liên quan tài sản kê biên. Vừa bước lên bục khai báo, vợ ông Tô Anh Dũng đã không giữ được bình tĩnh, bật khóc nức nở, xin giảm nhẹ tội cho chồng. Vợ ông Dũng cũng đề nghị được giải tỏa các tài sản kê biên vì toàn bộ hậu quả đã được khắc phục. Sau phiên tòa sơ thẩm, bà Nga kháng cáo một phần nội dung bản án, xin giải tỏa lệnh kê biên và cấm dịch chuyển nhà dự án Tây Hồ Tây và xin giải tỏa kê biên, cấm dịch chuyển và trả lại sổ đỏ nhà Bắc An Khánh. Tới phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát trình bày quan điểm đối với kháng cáo của các bị cáo và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Đối với kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của ông Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo đã khắc phục xong hậu quả, có nhiều thành tích trong công tác, gia đình có công với cách mạng. Công đoàn và Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao có công văn xin hội đồng xét xử giảm nhẹ tội cho bị cáo. Theo đại diện Viện Kiểm sát, có căn cứ chấp nhận kháng cáo của ông Tô Anh Dũng, nên đề nghị hội đồng xét xử cấp phúc thẩm giảm cho cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao 3-4 năm tù. Trước đó, ông Tô Anh Dũng bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 16 năm tù về tội nhận hối lộ. Đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bà Trần Phi Nga, vợ bị cáo Tô Anh Dũng. Ngay từ khi những chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam ở nước ngoài được tiến hành, dư luận và người Việt ở nước ngoài đã ngạc nhiên vì sao mang danh là những chuyến bay giải cứu có tính nhân đạo nhưng giá vé lại quá đắt như vậy. Đơn cử, giá vé máy bay của Vietnam Airlines từ Canada và Mỹ về Việt Nam dao động từ 52 đến 58 triệu đồng một vé, cao gấp đôi so với mức giá trước đây khoảng 25 đến 30 triệu đồng một vé. Tương tự, giá vé máy bay từ Hàn Quốc và Úc về Việt Nam cũng lên tới 18 đến 20 triệu đồng một vé. Nhiều hành khách trở về từ Nga cho biết, tại thời điểm chưa có dịch COVID-19, giá vé máy bay 2 chiều Moscow-Hà Nội dao động từ 600 đến 1.200 USD tùy thời điểm. Tuy nhiên, trong thời gian bay giải cứu, nhiều khách phải mua vé bay
với giá lên tới 1.300 USD một chiều. Trung bình, để mua một gói hồi hương gồm vé máy bay và chi phí cách ly y tế 7 ngày tại khách sạn 3 sao, hành khách từ Mỹ, châu Âu phải trả khoảng 90 triệu đồng, cao hơn nhiều lần so với bình thường. Dù có mức giá cao như vậy, nhưng với các chuyến bay giải cứu không phải có tiền là mua được vé, phải quen biết hoặc đi cửa sau mới có. Nhiều người Việt ở nước ngoài khi ấy tìm cách về nước với giá rẻ hơn nhiều như bay về Phnom Penh, Campuchia. Sau đó bay về Việt Nam, tổng chi phí kể cả cách ly 7 ngày chưa đến 30 triệu đồng. Dư luận đã từng xôn xao, nhất là cộng đồng du học sinh, về sự vô lý trên. Tuy nhiên, thời điểm đó tất cả đều trôi vào quên lãng. Cho đến khi vụ án được đưa ra xét xử, nhiều chi tiết của tảng băng chìm trong chuyến bay giải cứu như môi giới vé máy bay mới được các bị cáo nhắc đến. Trong khi đó, các hãng bay khẳng định không đặt nặng vấn đề lợi nhuận với các chuyến bay giải cứu. Giá vé cao là do phát sinh nhiều chi phí và những quy định khắt khe về phòng chống dịch. Tuy nhiên, trên thực tế không phải là như vậy. Khi đến nay, đã có 54 bị cáo trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến những chuyến bay giải cứu phải hầu tòa. Tại phiên tòa sơ thẩm, hội đồng xét xử nhận định, lợi dụng chủ trương tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước để phòng chống dịch COVID-19, từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 12 năm 2022, 25 bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhiệm vụ được giao, nhận hối lộ gần 165 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại hơn 10,4 tỷ đồng. 23 bị cáo là đại diện doanh nghiệp, đưa hối lộ hơn 226,7 tỷ đồng, 4 bị cáo môi giới hối lộ số tiền hơn 74,4 tỷ đồng và 2 bị cáo lừa đảo chiếm đoạt số tiền 24,5 tỷ đồng. Cụ thể, trong quá trình xin cấp phép chuyến bay, các doanh nghiệp gặp khó khăn, bị từ chối cấp phép hoặc không được trả lời. Một số được cấp phép nhưng nhận được văn bản cấp phép muộn, sát thời điểm bay, dẫn đến không tổ chức được chuyến bay hoặc bị thua lỗ. Từ đó, nhiều doanh nghiệp chủ động liên hệ, đặt vấn đề, nhờ hỗ trợ giúp đỡ tạo điều kiện xin cấp phép với tần suất bay và số lượng khách mỗi chuyến bay nhiều hơn. Trước và sau các chuyến bay, các doanh nghiệp phải đưa tiền với danh nghĩa cảm ơn. Tuy nhiên, số tiền cảm ơn đều dựa trên số chuyến bay, lượng khách về nước, cần đối với lợi ích của doanh nghiệp và mong muốn được các công chức trên tạo điều kiện cho các chuyến bay tiếp theo. Hội đồng xét xử đánh giá, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại nhiều bộ ngành. Các bị cáo lợi dụng vị trí công tác, nhũng nhiễu gây khó khăn, tạo ra cơ chế xin cho, buộc doanh nghiệp chi tiền bôi trơn. Trong số này có cả những người giữ chức vụ cao, quan trọng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!